Xin chào tất cả mọi người. Mình là Đậu. Mình là Tiên. Mình là Minh Trọng. Chào mừng mọi người đã đến với Sherry. Sherry của tụi mình thì hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm lần đầu tiên đến Sài Gòn của tụi mình. Bạn sẽ xem cái video này, khả năng cao bạn là người khách du lịch từ nước ngoài sang Việt Nam, hoặc là từ sinh viên từ các miền khác đổ về, hoặc là chuẩn bị vô Sài Gòn sinh sống, hoặc là những bạn trẻ có muốn đi du lịch ở Sài Gòn. Sài Gòn là thành phố năng động và thu hút nhiều giới trẻ và những người được từ nơi khác đến. Và khách du lịch khi bước chân đến đây một lần thì cũng sẽ có cảm giác là muốn đến đây để sống luôn. Vậy vì sao Sài Gòn là nơi thu hút nhiều người đến như vậy? Thì các bạn hãy theo chân của SR Living để tìm hiểu nha. Một cái điều thắc mắc đầu tiên là khi các bạn đến Sài Gòn, các bạn sẽ thắc mắc những nơi là ăn uống nè, chỗ ở, phương tiện đi lại, đúng không nào? Động lần đầu tiên đến Sài Gòn thì bạn có gặp khó khăn gì không? Mình thì không có khó khăn gì, nhưng mà lần đầu tiên đến Sài Gòn á thì mình sẽ cảm thấy là như là, nếu mà đối với người bản địa mình không sao nha, nhưng mà đối với người nước ngoài lần đầu tới Sài Gòn á thì họ sẽ cần đến một cái sim để liên lạc, hoặc là người ta có thể lên mạng check bản đồ, hoặc là Google Maps người ta có thể search những điểm mà vui chơi hoặc thú vị của Sài Gòn cũng nhờ một chiếc sim đó. Mà giờ mua sim ở đâu ta? Mua sim thì khách nước ngoài có thể đến những cái đại lý để mua sim, và đừng quên là phải đăng ký tên chính chủ nha. Còn về nhà ở thì như thế nào ta? Lần đầu tiên bạn đến thì bạn có gặp khó khăn gì trong việc thuê nhà không? Lần đầu tiên mình ở lên thì mình phải mướn phòng. Đối với sinh viên của mình thì mình muốn mướn phòng trọ rẻ, mình có thể xe tiền ra. Còn đối với khách nước ngoài mình có thể mướn homestay ở hotel, hoặc là những nếu mà ai có chi phí nhiều thì có thể mướn một căn hộ nhỏ, tha hồ và bạc ti. Nhưng mà nếu người bản địa mình thì mình có thể đem xe dưới quê lên. Những người nước ngoài mình thì làm cách nào ta, mình mướn xe? Đối với người nước ngoài thì mình có thể là thuê xe để sử dụng, hoặc là có thể là đi taxi chẳng hạn. Ngày xưa thì xe buýt thì nó còn thô sơ, nhưng mà bây giờ thì xe buýt nó đã tiên tiến hơn rồi. Xe buýt hiện giờ thì đã có thêm máy lạnh nè, rồi có thể nó còn có cài đặt thêm cái phần mềm mà đến những cái trạm nào đó thì nó sẽ thông báo cho chúng ta biết để chúng ta có thể chuẩn bị. Nhưng mà đi xe buýt cũng mất thời gian ha. Mình muốn di chuyển một tới chỗ nào nhanh thì mình cũng thể bị mất rất là nhiều thời gian, mình không thể nào tới đó nhanh được, thì mình có thể đi GoViet, đi Grab. Ở Sài Gòn thì cũng có khá là nhiều các món ăn và những món đặc trưng gắn liền với người Sài Gòn. Như là bánh mì nè, hoặc là cơm sườn mì chả vân vân. Ở Sài Gòn thì có những cái món đồ ăn mở xuyên suốt 24/24 luôn. Đặc biệt là những món ăn vặt á, những món vặt mà có thể mình ra hay phố đi bộ mình sẽ gặp những món vặt như là cá viên chiên, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hột gà nướng, bắp xào. Nó thu hút những bạn trẻ, nói chung là những bạn trẻ ở Sài Gòn thì hầu hết là muốn tìm hiểu và khám phá những cái món ăn mới. Mọi người có để ý không? Lúc mà mình còn ở dưới quê thì đã 7-8 giờ thì là cả nhà đã đóng cửa và đi ngủ hết rồi, còn ở Sài Gòn thì tới 10 giờ thì người ta mới bắt đầu xuống đường đi chơi, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là Sài Gòn không bao giờ ngủ. Đúng rồi. Khi mình tới Sài Gòn thì cảm giác là mình cũng nhộn nhịp, không thể nào mà ngủ sớm được. Lúc dưới quê là khoảng 7 giờ đến 8 rưỡi mình đã lên ngủ rồi. Bây giờ khi lên Sài Gòn là 10 giờ mới bắt đầu đi chơi. Còn mọi người có biết những địa điểm đi chơi nào thú vị không? Đi chơi hả? Thường đến Sài Gòn thì đầu tiên là tụi mình và hầu hết những bạn mới đến Sài Gòn luôn thì sẽ đi những nơi như là nhà thờ Đức Bà, hoặc là phố đi bộ, Bitexco, vân 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 vân. Thì không biết mấy bạn có những cái địa điểm nào mà nó thú vị hơn? Mình chia sẻ thêm là nếu mà các bạn muốn đi chơi một chỗ không bao giờ ngủ chính là phố Tây Bùi Viện hoặc là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó chính là hai địa điểm mà không bao giờ ngủ của Sài Gòn. Em nghe nói là khi mà giao thừa hay những nơi đó có tổ chức những cái event rất là lớn, giống như là mở Amsterdam hay là những cái mà party cuối cùng của Tiger Remix hay là Heineken Sài Gòn những hay tổ chức những lễ hội âm nhạc ở đó.
ở Sài Gòn thì có khá nhiều những đồ ăn ngon và những cái địa điểm vui chơi thích thú cho giới trẻ, thì bên cạnh đó cũng có cái nền văn hóa rất là đa dạng. Vậy có biết văn hóa đa dạng của Sài Gòn là gì không? Là gì vậy? Là tứ xứ của mọi người tập trung về đây, miền Nam, người miền Bắc sẽ có một khu riêng, người Ấn sẽ có một khu riêng và người Hoa sẽ có một quý một khu quần thể riêng để họ sinh sống. Vậy mọi người có tò mò không nào? Nào, bây giờ mọi người hãy cùng tụi mình theo chân khám phá những góc ngách của Sài Gòn nhé. Go.